Cục Hàng hải Việt Nam cho biết 9 tháng năm 2021, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước hơn 535,7 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, khu vực cảng biển có khối lượng hàng container thông qua lớn đều có mức tăng trưởng dương, như Bà Rịa Vũng Tàu tăng 28%, Đồng Nai tăng 17%, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tăng 11%, khu vực Hải Phòng tăng hơn 15%. Dù kết quả 9 tháng đạt mức tăng trưởng khả quan, nhưng các doanh nghiệp cảng biển nhận định nhiều khả năng mức tăng trưởng sẽ khó duy trì từ nay đến cuối năm, thậm chí là giảm sụt từ 25-30% do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Chỉ tính riêng trong tháng 8 và tháng 9 năm 2021, lượng hàng container đã sụt giảm 30% so với tháng 7. Cái mép Thị Vải là cụm cảng bị ảnh hưởng đầu tiên, bởi 2/3 hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam diễn ra ở phía Nam và 100% hoạt động xuất nhập khẩu đi Mỹ đều thông qua cái mép Thị Vải.